Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin trưa nay 20 tháng 12. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin nổi bật trong lĩnh vực y tế xã hội ngay sau đây. Xông thuốc lá phòng Covid, bé gái bỏng hết khuôn mặt. Chơi tại khu đất mới múc, một bé tử vong, bốn bé bị thương. Tuyên Quang, kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công bé trai 2 tuổi. Xe máy múc rơi từ xe đầu kéo giữa ngã ba, nhiều người thoát nạn. Nghệ An, cháy nhà lan sang hàng xóm, nhiều tài sản bị thiệt hại. Tiền Giang, xe đầu kéo mất kiểm soát lao xuống ruộng. Quảng Nam, bão Rai gây sóng lớn, gió giật cấp 10 tại Cù Lao Chàm. Sau đây là những thông tin chi tiết. Xông thuốc lá phòng Covid, bé gái bỏng hết khuôn mặt. Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoa cấp cứu tại bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhi TLNB, 14 tuổi, ngụ Đồng Nai, bị bỏng nặng vì xông thuốc. Theo đó, bé B được Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chuyển đến cấp cứu trong tình trạng bỏng nước sôi nặng vùng đầu, mặt và cổ. Ngay sau khi nhập viện, bé được bác sĩ trợ thở bằng máy, truyền dịch nuôi ăn, khống chế nhiễm trùng từ các vết bỏng bằng kháng sinh mạnh. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết các vết sẹo về sau có thể ảnh hưởng đến ngoại hình và sinh hoạt. Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không lạm dụng xông hơi, không được xông trực tiếp vào người, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 30 tháng, trẻ có tiền sử động kinh, sốt co giật hay người có dị ứng với tinh dầu. Đối với trẻ có bệnh lý nền cần tuân thủ theo tư vấn, chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, xông thuốc lá, tinh dầu chỉ giúp làm dịu triệu chứng hô hấp thần kinh, giảm đau nhức nhưng không thể giúp ngăn ngừa hay chữa khỏi bệnh COVID-19. Chơi tại khu đất mới múc, một bé tử vong, bốn bé bị thương. Chiều ngày 19 tháng 12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở làm 5 cháu bé thương vong. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 45 trưa cùng ngày, 6 cháu nhỏ đang chơi tại khu đất mới múc để làm nhà của một gia đình ở xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong, thì bất ngờ đất trên cao đổ ập xuống, vùi lấp 5 cháu. Nhận được tin báo, chính quyền xã Nậm Nhóng đã điều động máy múc cùng người dân nỗ lực cứu các cháu nhỏ đang bị vùi trong đống đất đá. Tuy nhiên, một cháu bé đã không qua khỏi, bốn cháu khác bị thương. Cháu bé tử vong được xác định là CTT, 11 tuổi, ngụ xã Nậm Nhóng. Khu đất được gia đình trên thuê người múc một ít để chuẩn bị làm nhà vào ngày 15 tháng 12 và đến hôm nay thì xảy ra sạt lở. Hiện tại, thi thể cháu T đã được bàn giao cho gia đình để mai táng. Bốn cháu còn lại đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Tuyên Quang, kinh hoàng chó dữ lao vào tấn công bé trai 2 tuổi. Ngày 19 tháng 12, trên mạng xã hội xôn xao clip dài 1 phút 51 giây ghi lại cảnh tượng kinh hãi khi một cháu bé bị chó dữ tấn công. Đoạn clip được trích xuất từ camera của một hộ gia đình cho thấy hai cháu nhỏ đang đứng chơi bên đường thì một con chó lớn bất ngờ lao đến, vồ vào một cháu bé, cháu còn lại nhanh chân thoát chạy. Lúc này, bé trai nhỏ tuổi hơn ngã ngửa xuống đường, trong khi con chó tiếp tục cắn vào người nạn nhân. Nghe thấy tiếng thét và tiếng chó sủa, một người phụ nữ trong nhà chạy ra thì chứng kiến sự việc kinh hoàng. Tiếp theo đó, một người đàn ông đã lao vào khống chế con chó, giải cứu cháu bé. Ông Trần Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 12, cháu bé bị chó cắn là TDP, 2 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang. Ngày 18 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận liên tiếp 2 bệnh nhi TDP, 2 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, cháu bé trong clip, và cháu TK, 7 tuổi, trú tại Cốc Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang, đến cấp cứu, trong tình trạng có nhiều vết thương hở phức tạp vùng đầu mặt và các tổn thương khác dưới cơ thể. Ngay khi nhập viện, kiếp trực cấp cứu đã thăm khám, tiêm vaccine phòng bệnh dạy cho các bệnh nhi, đồng thời làm các xét nghiệm cấp cứu và có chỉ định phẫu thuật ngay. Các bác sĩ đã thực hiện gây mê, cầm máu, vệ sinh và cắt lọc vết thương phần mềm, vùng bị tổn thương, bơm rửa và khâu phục hồi vết thương cho các bệnh nhi. Qua vụ việc này, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng đưa ra khuyến cáo khi trẻ bị chó cắn, đối với vết thương nhỏ cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10 đến 15 phút.
Sau đó, vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70%. Đối với vết thương lớn và phức tạp, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời, tránh biến chứng xảy ra. Ngoài ra, sau khi các cháu nhỏ bị chó cắn, người bệnh cần được bác sĩ thăm khám và tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh dạy càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc bôi, đắp vào vết thương, không tự chữa ở nhà cho trẻ. Chiếc xe máy móc rơi từ xe đầu kéo giữa ngã ba, nhiều người thoát nạn. Theo đó, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 19 tháng 12, xe đầu kéo chở theo chiếc xe máy móc trên đường hướng về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khi xe lưu thông đến ngã ba Chánh Mỹ, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, thì tài xế cho xe ôm cua rẽ phải. Do ôm cua gấp, xe máy móc trên xe rơi xuống đường. Lúc này, nhiều người đi đường đã phát hiện xe bị nghiêng trước khi rơi xuống đường, nên đã nhanh chóng bỏ chạy và may mắn thoát nạn. Ghi nhận tại hiện trường, xe máy móc bị hư hỏng nặng, cày nát đường giữa ngã ba. Ngay sau đó, tài xế đã nhanh chóng khắc phục sự cố bằng cách điều khiển một xe cẩu đến hiện trường để xử lý vụ tai nạn. Nghệ An, nhà cháy lan sang hàng xóm, nhiều tài sản bị thiệt hại. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 19 tháng 12 tại một căn nhà ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội tại căn nhà 2 tầng nằm trong khu dân cư. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội lan ra cả nhà rộng. Theo ghi nhận, có hai người lớn tuổi đang mắc kẹt trong nhà tắm. Đến 14h30, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa. Ngọn lửa đã cháy lan sang nhà dân bên cạnh. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không có thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị cháy gần như hoàn toàn. Một nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề do vụ cháy gây ra. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Tiền Giang, xe đầu kéo mất kiểm soát lao xuống ruộng. Theo người dân tại hiện trường kể lại, vào khoảng 5 giờ ngày 19 tháng 12, xe đầu kéo kéo theo rơ móc có chở hàng hóa đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, thì chiếc xe bất ngờ bị mất kiểm soát, lao xuống đường và tiếp tục lao luôn xuống ruộng rồi lật nghiêng. Không những thế, xe còn va chạm vào đường dây điện khiến nhiều sợi dây điện bị thòng xuống dưới đất, khiến người dân được phen hú vía. Sau đó, nhà xe đã phối hợp với ngành điện lực và khắc phục sự cố sau tai nạn. May mắn do vụ tai nạn xảy ra vào lúc đường vắng người nên không gây sự cố đáng tiếc. Quảng Nam, bão Rai gây sóng lớn, gió giật cấp 10 tại Cù Lao Chàm. Sáng ngày 19 tháng 12, do ảnh hưởng bão số 9, bão Rai, tại Cù Lao Chàm, Hội An có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Gió lớn kèm theo sóng biển đang uy hiếp đến nhiều nhà dân sát biển tại thôn Bãi Làng. Ngoài bão gió và sóng biển lớn, tại Cù Lao Chàm đang có mưa to, nước mạnh cuốn trôi đất đá trên núi xuống các nhà dân sát chân núi. Để ứng phó với bão số 9, từ chiều ngày 18 tháng 12, các lực lượng của xã đảo Tân Hiệp phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng trên đảo triển khai giúp bà con chặn chống nhà cửa, đồng thời đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, riêng các thuyền nhỏ được đưa lên bờ an toàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin y tế xã hội mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.